là người dân Quảng Ngãi là Đà Nẵng làm nè, làm vua bán có được bảo ấy rồi nó ấy thôi, chứ còn ở dưới này nhiều tàu nó ở 3-4 tháng trời từ ngày dịch tới giờ về là mình cũng phải trốn nè, cái là tôi về mấy tụi em là đang trốn để đi về xứ để cách ly, chứ ở dưới tàu rồi đói quá rồi, nói chung là mình nằm ngoài dưới tàu vất vả và mệt chờ vào giờ nó hai nó lãng bớt á, mình cũng có giấy test để đồ đầu á, thôi mình đi về phải trốn về từ đây Quảng Ngãi mà 2 triệu luôn á, người á về sửa ở Đà Nẵng rồi bác rồi bác đi cách ly thôi, không có gì mà bác cách ly thì tụi tôi không có tiền cái nào đó thiệt, cách ly về quê các cũng cách ly nhưng mà đồng tiền nó đỡ bớt 3 triệu mấy 4 triệu, còn cách ly tại Đà Nẵng đây tới ấy là bình thường là 8 triệu 9 triệu rồi, rồi tiền xe rồi tiền này mà ở khách sạn mà đưa về khách sạn mà nghỉ rồi test cách ly khách sạn nữa tới 10 mấy 20 triệu thôi, tụi tôi chết luôn á. Vừa rồi là chia sẻ của người dân Quảng Ngãi có tàu đang neo đậu tại cảng cá Thọ Quang, Đà Nẵng. Trước đó, gần 700 tàu thuyền neo đậu tại cảng cá Thọ Quang vào ngày 13 tháng 9 để tránh trú bão số 5. Trong đó có hơn 300 chiếc tàu được Ban Quản lý Âu Thuyền và Cảng cá Thọ Quang cho hay là tàu ngoại tỉnh. Ban Quản lý cho truyền thông hay đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho toàn bộ ngư dân trên tàu để đảm bảo phòng dịch. Đồng thời, theo lời ông Nguyễn Lại, Phó trưởng Ban Quản lý Âu Thuyền và Cảng cá Thọ Quang, phía ban quản lý có đường dây hỗ trợ 24/24 để hỗ trợ nhu yếu phẩm, đi chợ mua hộ, về cấp phát lại cho tàu. Tuy nhiên, nhiều người dân đang neo đậu tàu tại đây cho hay lương thực của họ đang dần cạn kiệt, nên họ đang tìm cách trở về quê nhà. Là không cho gặp người khó, không cho lên nó nhốt từ ga mà. Làm sao không cho lên bà, làm sao đi mua đồ ăn này. Đó, thì cái chiến tụng phiên rồi đó mình mua còn rau rớt đó, gỗ đó nó còn đó. Thì anh đi mở là ga, bên Việt Thôn ở là ga. Chứ bây giờ mình cho có ngã mình vô Đà Nẵng đây, nhưng mà trong khi đó bây giờ ở là ga đó rồi không biết người thân hay ở trên này làm sao mình mua đồ ăn được đó, cho điện người ta điện máy đồ nào nó kia giờ nó không ở cách ly tại nhà làm sao mình mua đồ ăn đây, đó là vậy là cái thứ gì mình ăn để mình sống này. Em đi ấy, nó lâu rồi đi trước dịch đó, nhưng mà bây giờ đi lò về muốn gì gia đình mà vô đây cũng khó khăn á, vô xưa là đó nó ở dưới ga luôn á, đầu nó không cho lên bờ ở luôn dưới ga, xưa là bây giờ thấy chắc an anh em lên xin tết rồi liên hệ được về. Vẫn theo lời những ngư dân nói với Đài Á Châu Tự Do, dù phải đối mặt với nguy hiểm ngoài khơi, kể cả mưa bão họ không nản, nhưng trong tình hình như hiện nay, bị cầm chân lâu ngày tại Đà Nẵng, họ cảm thấy tuyệt vọng. Ví dụ như 10 thì nó giảm còn 6, 40% rồi. Nói chung mà không có ăn. Cái lúc mình đi đó là nó không có dịch. Đó, cái sau này mình đi vô đây nó dịch ấy, thì nó trong giàu thì nó lên. Còn có mắm vô bón thì nó ít cái chợ như không như hồi không có dịch đó nó rẻ hơn. Thì bà con chi phí đi biển nè nói chung vô thì không được làm bao nhiêu nhé. Có gà thì lỗ. Nói chung hồi kia là 10 ngàn ký, ví dụ như có 10 ngàn ký thì bây giờ nó giảm còn 5 ngàn thôi. Ví dụ như hồi kia là mình vô mình chi phí giờ mình dư một thoáng mình đi rồi. Dư kiếm ăn được 50 triệu, hoặc mười mấy triệu. Chứ bây giờ vô đây là đủ tổn nào giờ đồ ăn đồ uống chi phí ở ga giờ nó không vô là bỏ hết vô trong tổn đó. Nhiều lắm, khó khăn chung á, nếu dân biển, mặt biển bây giờ nói chung là còn hai quạt quạt đồ rồi, chứ còn cá mực rồi nó rớt giá lắm. Đi ghe rồi, biển ấy rồi, chứ còn giáo máy thì vô ra, vô rồi tổn nạn lắm, không đủ chi phí nhiều á. Như hồi trước kia, ví dụ như cái chợ mà đầu mối thì nó mở cửa, thì mình ấy có bận hàng rồi, mà bữa nay thời Covid thì anh cũng biết rồi. Ai mà người ta người dân nào mà dám đi ra mua nữa, mà nhà nước cái chỉ thị của chính phủ này đưa ra cách ly chỉ thị 16 mà chưa mà còn mà dịch tàn lan mà ai mà nó mở cửa cho mình vô, bây giờ bạn lấy cũng không được, bạn kêu ra đi ra đâu cho vô nhập vô đây đâu, bạn ấy đi mà rủ nó bắt được nó phạt sao, là cái quy luật rồi. Trước nhiều khó khăn chồng chất, nhiều ngư dân cho hay hiện họ chỉ trông chờ được về nhà vì với tình hình hiện tại, họ không biết phải chờ đến bao giờ để có thể lại được ra khơi. Chưa cho chạy mà. Cho chạy thôi chứ còn không cho nhập.
Bây giờ tàu trong mình coi cũng có tàu chạy, cái tàu chưa chạy mình cũng thấy đa số nó cầm nhiều. Khi nào nhà nước người ta cho chạy bữa chạy, với anh em bọn nó không có bọn sau đấy, giờ anh em bọn ở đâu tập ở tại đó mà chứ đâu có đi ra được đâu mà mình tàu mình chạy được. Chưa biết chắc cũng qua dịch qua đùi chứ giờ chắc anh em làm theo không có thu nhập. Bây giờ vui vậy, bây giờ về cách ly rồi phải nộp tiền chứ đâu phải là cách ly mà mình đã không có thu hoạch rồi mà cách ly bị nộp tiền nên nó rất khó lắm. Đa số các ngư dân cho hay việc họ quan ngại nhất bây giờ là vấn đề cách ly. Họ cũng cho biết chính quyền Đà Nẵng sau khi test nhanh ngư dân sau đợt 13 tháng 9 vừa rồi, đến nay vẫn chưa có chương trình tiêm ngừa cho họ. Tôi chưa tiêm. Nghe nói tiêm vaccine mà không đủ. Có người đăng ký vô không đủ. Vaccine chưa đủ. Hồi buổi nó cực quá. Nhưng mà trong biển đây nói chung là chưa có tiêm vaccine. Trước dịch mà. Mình đi bác cách ly thì mình cách ly thôi, nhưng mà cách ly là cách ly. Cách ly bởi người không có dịch ha. Anh à, như dân biển với nhau vậy nè, chứ bọn em dân biển đi biển vô làm sao không lên bờ làm sao mà có dịch đây. Kể từ 13 giờ ngày 20 đến ngày 21 tháng 9, Đà Nẵng ghi nhận 15 ca mắc mới COVID-19 sau những ngày chỉ ghi nhận vài ca nhiễm mới. Trong khi chính quyền Đà Nẵng chưa có giải pháp cho nhiều tàu cá neo đậu cũng như các cảng cá hoạt động lại, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi vào ngày 21 tháng 9 đã cho mở cửa trở lại các cảng cá lớn, đồng thời tạo điều kiện cho ngư dân đi đánh bắt hải sản trước ngày 15 tháng 9, được cập cảng, tiêu thụ sản phẩm sau gần một tuần tạm đóng cửa để phòng chống dịch COVID-19.